Chiều ngày 26 tháng 11, Hội người cao tuổi xã Việt Dân đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Chi hội người cao tuổi thôn Kê Hạ xã Việt Dân. Tới dự có đồng chí Trần Xuân Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị xã. Theo quyết định của Ủy ban dân xã Việt Dân, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Chi hội người cao tuổi thôn Kê Hạ gồm 60 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm câu lạc bộ là 7 thành viên. Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ, tổ chức chăm sóc sức khỏe, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc người có hoàn cảnh neo đơn, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên là người cao tuổi.